Ồ, thấy tim rồi. Thấy tim là an tâm rồi. Lâu lâu livestream bất ngờ để xem không biết là nhà mình có ai hay online không. Ô, xin chào. Chào. Mọi người đang làm gì đó? Hello. Nó mụn rồi này. Buồn quá. Ôi, bây giờ là đã có khoảng 400 à không 500 người xem rồi. Thì Gil câu like chút xíu, Gil sẽ đợi tầm khoảng 800 người xem thì Gil sẽ nói lý do chính ngày hôm nay Gil like phút chợt ngày hôm nay ở đây nha. Chào mọi người. Chào Thiên Ngân, Jerry Lê, Hồng Vi, Thảo Ngân, Trần Bu, bla bla bla, Như Thảo, Thảo Trâm, chào mọi người. Mọi người rủ, mọi người share livestream của Gil, rủ nhiều nhiều người vào đây coi cho vui. Đỗ Khả Ý, gọi tên em rồi. À, mới ăn bánh bao nhà Gil xong rồi. Hôm nay là cuối tuần, mọi người đang làm gì đấy?